Chào ngày mới, Khang Audio 18 Bình Dương kính chúc các thượng đế ngày mới tìm thấy được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Trân trọng cảm ơn các thượng đế đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như chia sẻ kênh YouTube của mình để bà con nhân dân từ đỉnh Lũng Cú Hà Giang cho tới huyện Năm Căn của tỉnh Cà Mau, cho tới đảo Ngọc Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang được biết đến Khang Audio 18 Bình Dương, được tiếp cận đến những sản phẩm âm ly loa đài đủ về tiêu chí kỹ thuật mà thóc thì lại tình thương mến thương mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly loa đài hay sửa chữa âm ly loa đài và đặc biệt là sửa chữa các anh Trần Văn Đài, các thượng đế vui lòng liên hệ theo số máy 0368888479. Các thượng đế kết bạn Zalo với mình cũng theo số máy này để ta tiến hành giao dịch hân hạnh được phục vụ. Báo cáo với các thượng đế. Buổi sáng ngày mùng 1 tháng 10 năm 3023, Sáng nay có một thượng đế ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh à, đến đây, đến bản của lão nông. Đấy, thì ngài mang một uh, chiếc đài uh, Victor cái đài vỏ gỗ hộp gỗ có cả đĩa than này nọ cái lọ cái chai ngài mang về rồi. Ngài mang thêm một chiếc này nữa. Thì chiếc này thì chưa xử lý được. Thì ngài để lại nha. Đấy, thì cái chiếc, cái chiếc kia của ngài ấy cũng vậy, cái chiếc kia của ngài thì cũng cũng chưa xử lý được thế nhưng mà ngài cứ cầm về ngài nghe thế khi nào mà ngài không ưng ghi bụng nữa thì ngài cầm lên đây thì mình cũng bỏ rồi khi nào mà không ưng cái bụng thì cầm lên đây thì sẽ làm một lần cho nó mỹ mãn nhá thế còn ngài để lại cái cục máy này để quay lại thì mình quay lại để cho mọi người xem và cũng biết được là ngày hôm nay ngài gửi ngài để cái đài này ở đây thì ai cũng như ai thôi các thượng đế ở trên giải chữ s đều là các thượng đế và đều được mình kính trọng trân trọng nhá Đấy. Thời gian từ khi nhận hàng cho tới lúc trả lại hàng là 2 tháng hai à, 2 tháng Đấy, Thì tại sao lại 2 tháng Thì để giải thích ra là 1 nghìn lẻ một đêm cũng chẳng hết được những cái câu chuyện về tại sao lại 2 tháng Thế nhưng mà khi mà lên đến tuyến trên Thì các thượng đế biết rồi Cái tình trạng coi như thế là Ở tuyến trên thì như thế nào Đúng không ạ Đấy, Thế là thôi cũng không cần thiết phải nói ra ở trong video này Người thượng đế để lại cái cục đài này Cái cục đài này của cái chiếc đài Victor à, Victor Đây là đài nội địa của Nhật Bản Mazda in Japan ăn điện 100V Mô đen của chiếc đài này Mô đen của chiếc đài này hay là Đây này Có số 33 này à, Cái gì đấy UC33 này UCRC này Đấy Đài này một cửa băng à, Một đĩa than này, đĩa than dưới này Đấy đài này rất chi là nặng nguyên cái cục máy rất chi là nặng thì ngài à, à, cái cái loa nó to thì đương nhiên rồi loa nó to thì không cần thiết phải mang loa đây làm gì cả cho nó cồng cành nó khó vận chuyển ra anh ngài mang cái cục máy nguyên cái cục máy đến đây mà ngài bọc ni lông đóng vào thùng xốp rất chi là kỹ lưỡng cẩn thận đúng là phải biểu dương ngài thượng đế này trước tiên là sự thông tuệ của ngài ngài đã tìm đúng địa chỉ nha đúng địa chỉ để coi như thế là gửi chọn niềm tin Thế các thượng đế trên giải chữ S cũng vậy nhà Các thượng đế coi như là sử dụng cái sự thông tuệ của mình Để coi như thế là Trần Văn chốt những chiếc radio cassette Lão nồng đúng là tâm phục khẩu phục nhà. À, Cái thước ở đây à, Có nhiều người chưa biết cái kích thước của cái cục máy này nó ra làm sao mình đo luôn Cái chiều này là hai Chiều này là 34cm 34cm Đấy. Đang quay video lại có số điện thoại 9455 34cm Bây giờ phải anh Trần Văn tắt Vì không Trần Văn tắt nó che màn hình không xem được chiều cao của cái cục máy này 24,5 cm 24,5 cm rất chỉ là nặng rất chỉ là nặng nhá thì cái này vừa băng cassette này vừa radio này vừa đĩa than này hê hey, lị nó ừ. cái ngài này cái 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 đài này cái đài của ngài này không biết như thế này nó biết là chân ốc chân eo nó nó lại thế nào nó lại nó lại như thế nhá Đấy. nãy mà mở thử rồi nãy mở thử ra đi bù nét lắm đây đây có chỗ ăn tét đang tủng đi đây. đây Victor đây này. tên của nó đây này. Đấy, tem mát này Đấy. để dùng cái kính lúc xoay xem là cái tem của nó là cái gì báo cáo với lại các thượng đế đài này là đài Victor có model là DC 33B nhá à, mở ngoặc kia là con CAD C33B này Magi in Japan này Đấy, AC 100V DC 12V này Đấy, GT 55W đây. GT 55W này GT chả biết là cái gì Nhưng mà cái công suất Đấy là công, công suất Tổng công suất của máy đấy nha. Nặng lắm tổng công suất chứ ạ thì về kỹ thuật nó gọi là công suất biểu kiến đấy nặng lắm cái này phải tầm nguyên cái cục máy này nặng nặng tầm 7 cân 7 cân này, DC 33 này đấy hồi đấy, quay lại để cho các thượng đế xem à, uh, uh, cái chiếc đài này là điểm thứ nhất điểm thứ hai là các thượng đế cũng biết được là các thượng đế trên giải chữ S ai cũng như ai thôi đều sử dụng cái sự thông tuệ của mình để gửi chọn niềm tin vào số máy 0368888479 xin phép dừng video ở đây thân ái chào tạm biệt xia xia